có kẹo ngọt ngon. Xã Nam Dông, chúng tôi trao 230 phần quà, mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng đến với bà con dân tộc thiểu số của huyện Nam Dông, huyện Cư Rút, xin lỗi, của xã Nam Dông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, và tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, trường bán trú dân tộc của huyện Cư Rút, chúng tôi đã trao 500 phần quà cho 500 em học sinh nghèo hiếu học tại trường bán trú dân tộc Nguyễn Tất Thành của huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Chuyến đi đã được thành tựu viên mãn là nhờ sự thương yêu trợ duyên hùng phước của quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, đặc biệt là ni sư Thích Nữ Thông Khánh, Phật tử Tông Phúc và đạo tràng Phật tử Hội Từ Thiện chùa Minh Đức, tỉnh Khánh Hòa, Phật tử Nguyễn Quý Phi pháp danh Diệu Thạch, cùng quý thân hữu và Phật tử gia đình bà con cô bác. Đặc biệt cũng xin được tri ân đến với cô Phương Lê Thị Phương, Sa Long Kim Định, thành phố Hồ Chí Minh. Còn có sự đóng góp của cô Nguyễn Thị Bích Ngân trong đạo tràng Phật tử của thầy Hai An Nhất. Cô Nguyễn Thị Phượng, cô Nguyễn Thị Yến và đông đảo bà con Phật tử đã hùng phước để cho chuyến đi
với công tác từ thiện thiện nguyện được thành tựu viên mãn là nhờ sự chung tay đóng góp cũng như của Võ Văn Lâm, của Nguyễn Thọ Trịnh Tiền và rất nhiều bà con Phật tử gần xa đã đóng góp, đã trợ duyên cho chúng tôi hoàn thành công tác thiện nguyện. Trước ân tình đó, xin thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên, ban chấp hành hội chữ thập đỏ thị xã Phú Mỹ, hội chữ thập đỏ chùa Minh Duyên và bản thân Huệ Nhẫn, xin gửi đến toàn thể quý vị ân nhân, quý mạnh thường quân, quý vị quan khách, linh tử, con cha con mẹ gần xa đã hồng phước trong chuyến đi để thành tựu viên mãn. Chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, chánh hào quang của chư Phật luôn che chở cho quý vị, luôn luôn được an lành và được thành công trong cuộc sống này. Thưa quý vị, thì sau chuyến công tác từ thiện ngày mai, Huệ Nhẫn lại có Phật sự của một ngày mai. Rồi sau đó, Huệ Nhẫn sẽ nghỉ một vài ngày để lấy sức lại, và cũng như để cho tất cả các khâu chuẩn bị được đầy đủ trang nghiêm, thì khoảng cuối tuần này Huệ Nhẫn sẽ bắt đầu thu âm bộ kinh Long Đình Phật Mẫu. Bộ kinh Long Đình Phật Mẫu sẽ chia ra làm 3 phần, 3 đĩa CD. Trước tiên là 3 đĩa CD để gửi đến quý vị một món quà nhân dịp cuối năm đại lễ kỳ yên tại đạo tràng chùa Minh Viên, điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Chúng tôi trong mấy ngày qua đã nhận được sự phát tâm 2 phần, đã nhận được sự chuyển khoản của quý Phật tử 2 phần, đó là bà con Phật tử 1/3 và ni sư Thông Khánh Phật tử Tâm Phúc pháp danh là Nhũng Duyên là phát tâm 2. Như vậy thì qua 3 phần đã được quý Phật tử trợ duyên được đầy đủ. Bắt đầu từ hôm nay, nếu như bà con nào phát tâm ấn tống nữa thì chúng tôi hùng vào các phần để chia đều ra 3 phần, để chúng ta in cho thật là nhiều đĩa và USB để tặng cho bà con huynh đệ Phật tử. Hy vọng rằng quý Phật tử, quý vị quan khách quý đón nhận tấm lòng thành của chúng tôi để nghe lời kinh tiếng pháp, giác ngộ tâm mình, quay về quê xưa chốn cũ, cũng là hành trang, là kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Thưa toàn thể quý vị, dù ở công tác nào, trong việc Phật sự nào, chúng tôi đều trân quý. Giống như chuyến đi từ thiện vừa rồi cũng rất là thuận duyên và cũng có cái nghịch duyên, nhưng bằng mọi khó khăn chúng tôi vượt qua tất cả để thay mặt quý vị đem đến những tình thương ấm áp của bà con Phật tử chúng ta đến với đồng bào dân tộc Tây Nguyên, nơi mùa vụ chưa tới. Trong khi chờ đợi mùa vụ thì phần quà của chúng ta gửi đến bà con thật là cần thiết, thật là ấm áp, thật là tình người. Và chúng tôi đã làm tròn phận sự không phụ ơn của quý vị ân nhân, quý Phật tử đã thương, đã hùng phước. Cho nên dù có khó khăn, hơn 10 tiếng đồng hồ từ chùa Minh Viên, thị xã Phú Mỹ về đến huyện Cư Rút của tỉnh Đắk Nông, ngồi xe trên 10 giờ đồng hồ, nhưng mà lòng mọi người cảm thấy hân hoan vui mừng. Và đặc biệt khi các em nhỏ nhận được món quà nhỏ bé của đoàn trao tặng, bà con dân tộc khó khăn
nhận được phần quà ấm áp của đoàn trao tận tay thì cảm thấy lòng mình ấm áp và không còn một giọt nữa. Tấm lòng người con Phật, tấm lòng của những bông hoa thiện nguyện đã đem đến tình thương chia sẻ san sẻ đến với mọi người. Thì chúng tôi rất là hoan hỷ, dù có cực nhọc hoặc hơn thế nữa, nhưng chúng tôi cũng rất là vui mừng khi chúng ta làm được điều có ích cho xã hội. Đó là công tác thiện nguyện. Sau một tháng để vận động và đã được thành công viên mãn. Công việc của xã hội xong rồi thì bây giờ chúng ta trở lại với mọi người. Thưa quý vị, đã hơn 7 năm qua kể từ khi chùa Minh Viên của chúng ta vướng vào quy hoạch xây dựng sân vận động tọa lạc tại khu sông Vĩnh, xã Tân Phước, bây giờ là phường Tân Phước. Chúng ta di dời về vùng núi Vĩnh Đất Phật này, như vậy là đã hơn 7 năm. Và trong thời gian đó, vì Phật sự đa đoan, vì việc xây dựng trùng tu lại ngôi đạo tràng chùa Minh Viên rất là tốn kém, cho nên trong thời gian đó Huệ Nhẫn đành lỗi hẹn với Phật tử, với quý vị ân nhân, quý linh tử gần xa, không thể nào phát hành một đĩa kinh nào đến tay quý vị được. Và bây giờ hội đủ duyên lành, cũng như sở nguyện, ước nguyện trong lòng của Huệ Nhẫn với bộ kinh Long Đình Phật Mẫu mà Huệ Nhẫn gìn giữ bao nhiêu năm nay, năm nay với lòng chí quyết bởi màn ba chiến chót, gieo duyên cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử linh căn con mẹ gần xa, nên Huệ Nhẫn có ý định là ấn tống bộ kinh Long Đình Phật Mẫu. Và khi Huệ Nhẫn đã phát tâm khởi nghiệp thì được quý Phật tử gần xa rất là nhiệt tâm. Đó là phần một, thì do cô Nguyễn Thị Phượng và cô Nguyễn Thị Yến ở Bà Rịa và sư cô Tịnh Hưng đã phát tâm ấn tống phần một. Đến phần hai thì được sự phát tâm của Phật tử Tâm Phúc, chùa Minh Đức, ni sư trụ trì cùng quý Phật tử đạo tràng đã phát tâm để ấn tống phần hai của bộ kinh Long Đình Phật Mẫu. Và phần ba là quý Phật tử hùng phước lại. Như vậy thì đến hôm nay duyên đã đủ, thời cơ đã đến. Bằng khả năng, bằng tâm nguyện của mình, Huệ Nhẫn xin phép mọi người được phép nghỉ vài ngày để dưỡng sức, và sau đó dạ chào của Tâm Phúc, và sau đó Huệ Nhẫn sẽ đến phòng thu để thu lại trọn bộ Long Đình Phật Mẫu, hy vọng là sẽ kịp cho đến ngày 28 tháng 11, nhân ngày lễ kỳ yên của Điểm Tam Tòa Thánh Mẫu chùa Minh Viên, Huệ Nhẫn sẽ trao tặng đến quý Phật tử, quý vị ân nhân Mạnh Thường Quân như là món quà làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Và xin thông báo quý vị, hiện nay Huệ Nhẫn đã nhận được đồng ngân của hai phần kinh, và sớm nhất được đầy đủ, Huệ Nhẫn sẽ làm bộ kinh sớm nhất để trao đón cho mọi người, và hy vọng rằng mọi người đón nhận như là một pháp bảo để chúng ta hiểu thêm về phần nào giáo lý Phật Đà, hiểu thêm về tấm lòng của người mẹ vĩ đại diêu trì Phật Mẫu. Long Đình Phật Mẫu chắc chắn là chỉ có một, và với sự gìn giữ bấy lâu nay, Huệ Nhẫn không muốn làm riêng của mình, mà muốn để cho mọi người cùng thưởng thức
mọi người cùng nghe, cùng biết, cùng hiểu và cùng tu. Nguyện cầu mười phương tam bảo, khí thiên sông núi, các cung các cõi gia hộ cho quý tín chủ, quý vị ân nhân, những người phát tâm ấn tống bộ kinh Long Đình Phật Mẫu này được mẹ che chở gia hộ, cầu điển thiên của mẹ gia trì, mọi sự hạnh thông, ước nguyện viên thành, sở cầu như ý. Và hy vọng rằng công đức vô quý thí này sẽ lan tỏa muôn phương. Cũng xin thưa quý vị là bộ bản gốc Long Đình Phật Mẫu đã được đầy đủ duyên lành. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng tiếp tục nhận thêm sự hùng phước ấn tống, vì chúng tôi nghĩ một đĩa kinh dự kiến là sang ra 3.000 đĩa cũng như du ấp đi. Nhưng mà nếu có kinh phí hơn, chúng tôi sẽ sang một bộ ra là 5.000 và rất nhiều USB để tặng cho mọi người được đầy đủ. Và không phải mọi người không phải thỉnh ở các băng đĩa, vì mỗi lần trước khi mà chúng ta phát hành đĩa ít, Phật tử thương mến phải tìm đến các cửa hàng băng đĩa thỉnh để tốn tiền, cũng như người ta lợi dụng vào các băng ấn tống của mình sang đĩa ra bán lại cho quý Phật tử. Cho nên hy vọng rằng nếu mà được đầy đủ duyên, nếu bà con có hùng thêm, thì chúng tôi sẽ in thật nhiều đĩa. Và xin cam kết và hứa với mọi người là chúng tôi sẽ thực hiện bằng cả tâm của mình, bằng cả tấm lòng của mình để không phụ lòng với Phật tử. Chắc chắn là số tiền của quý vị được sử dụng đúng mục đích và không sơ sót. Mong là quý Phật tử cũng hiểu cho, vì thật trong cuộc sống khó khăn này, bao năm qua thì Huệ Nhẫn không làm được. Hôm nay được đầy đủ duyên lành, Huệ Nhẫn sẽ cố gắng và sẽ làm sớm nhất, và cố gắng để đọc cho rõ ràng, mọi người nghe dễ hiểu, dễ tu. Xin chào Trịnh Tiền, Nguyễn Thọ, Phương Lê. Mọi người khỏe không ạ? Hy vọng là tới ngày cúng chùa cuối năm, khi về dự lễ thì chúng ta sẽ có bộ kinh Long Đình Phật Mẫu trao tặng cho mọi người, cũng như sự ấn tống của quý Phật tử. Thì hôm nay Huệ Nhẫn có hai việc để báo cáo với mọi người là như vậy. Còn việc thứ ba thì Huệ Nhẫn cũng muốn tâm sự là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7, đạo tràng chùa Minh Duyên sẽ lập đàn Thất Châu Đàn tụng kinh Dược Sư để cầu an giải bệnh cho quý Phật tử, trong đó là cầu nguyện cho mẫu thân cũng như nghĩa mẫu là Phật tử Trần Thị Cẩm, pháp danh Ngọc Minh Hương, 77 tuổi. Thì cũng vì tuổi cao sức yếu, bệnh tật, để đáp lại lòng hiếu thảo của những người con, người cháu, Huệ Nhẫn cùng với bà Trần Thị Mỹ Vân là em của má hai để phát tâm lập đàn Dược Sư tụng kinh, luân phiên 49 vị tăng ni luân phiên tụng từ ngày 1 đến ngày 17. Thì nhân đây Huệ Nhẫn cũng thông báo để đáp lại ân tình của quý Phật tử, quý vị muốn hồng phước hồng chung trong các ngày cúng Dược Sư Thất Châu, xin quý vị gửi danh sách tên, tuổi, pháp danh, địa chỉ của mình, của quý quyến mình gửi về chùa Minh Viên để Huệ Nhẫn làm sớ cầu an luôn trong cái pháp đàn Dược Sư Thất Châu. Nếu mà quý vị tin tưởng Huệ Nhẫn và cần cầu nguyện, thì chúng ta lập cái danh sách gửi về chùa Minh Viên, thầy sẽ làm sớ văn trong những ngày pháp đàn Dược Sư được diễn ra.
Dược sư Thất Châu Đàn được tổ chức từ ngày 1 tháng 11 cho tới ngày 17 tháng 11 tại đạo tràng chùa Minh Duyên để cầu an, giải bệnh, cầu phước, cầu thọ cho Phật tử Ngọc Minh Hương thế gian là Trần Thị Cẩm 77 tuổi, cũng như cầu an cho quý nam nữ Phật tử gần xa, quý vị ân nhân, quý vị quan khách đã từng hỗ trợ giúp cho quý nhân. Qua livestream này cũng xin được cảm ơn nhà xe Kiến Hào, của xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng đưa đoàn chúng tôi đi đến nơi về đến chốn, chuyển lời tri ân đến Thượng Tọa Thích Minh Nhất, trụ trì chùa Hồng Đức, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, cũng như tài xế phụ xe, nhà xe đã hỗ trợ chuyến xe đi đến nơi về đến chốn. Chuyến xe này cũng do Phật tử Tâm Phúc phát danh là nhuận viên đạo tràng chùa Minh Đức, quý hội từ thiện cũng đã hỗ trợ cho chuyến xe kinh phí để cho đoàn đi đến nơi về đến chốn. Cảm ơn rất nhiều tấm lòng của quý Phật tử gần xa, và chúng tôi đã thay mặt quý vị vì biết là nguyện nhẫn cũng như trong đoàn thì có cái công đi thôi, nhưng mà quà cáp là do quý Phật tử tin tưởng thương yêu gửi gắm cho nguyện nhẫn đem đến tận nơi, trao tận tay. Có đi về những cái vùng xa xôi như vậy, chúng ta mới cảm nhận được lòng người ấm áp. Thưa quý Phật tử, là sau khi về ngồi xe thì rất là mệt nhọc, hơn 10 tiếng đồng hồ mới tới, rã rời hết, nhưng mà khi mà trao quà, nhìn các em nhận được phần quà, hoan hỷ vui vẻ, chúc ngài nhà giáo Việt Nam đến với ban giám hiệu nhà trường Nguyễn Tất Thành, nhà trường bán trú dân tộc của huyện Cư Rút, quý thầy cô vui vẻ, các em học sinh hoan hỷ vui vẻ thì lòng cảm thấy ấm áp. Rồi đến xã Nam Dông của huyện Cư Rút để tặng 230 phần quà cho bà con đến 230 hộ dân. Nhìn bà con hoan hỷ nhận quà, mình cũng bớt đi cái mệt nhọc, và đến đó thì chúng ta mới thấy cái tình người rất là xích lại, rất là gần với nhau. Sau khi trao quà xong thì bà con có cái chi cũng cho lại đoàn của mình, người thì xách lại cho túi táo, người thì xách cho hai trái mít, người xách cho một bịch nhãn, rồi người xách cho một bịch trái cà pháo. Nói chung rất là ấm áp, trao qua trao lại mà lòng thấy nó vui. Bữa cơm thân mật của huyện Cư Rút dành cho bổn đoàn rất là ấm áp. Người ta chắc ở vùng đó người ta cũng không có biết ăn chay, nói quý Phật tử thương mang tiếng ăn nhà hàng, chứ đầu tiên món đầu tiên là món bún nước tương, bún tươi nước tương. Món thứ hai là đậu hũ sốt cà ăn với cơm trắng. Món thứ ba là đậu que với bắp cải luộc chấm với nước tương. Và món cuối cùng là bưởi, trái bưởi ăn la sét. Đó là một cái bữa trưa ấm áp nhất của ủy ban Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cư Rút dành cho đoàn chúng tôi. Nói chung thì rất là ấm áp.
Kỳ này được ăn đậu hũ sốt với cà, chứ mấy lần trước thì chỉ có rau với nước tương thôi. Nhưng mà cảm thấy rất là ấm áp, mọi người rất là quan hỷ, ngon lành. Quên đi cái mệt nhọc của 10 tiếng ngồi trên xe cặp cặp. Khi mà có đi những cái nơi như vậy ấy, chúng ta mới thấy cái tình người ấm áp và cái sự nhịn ăn bớt mặt của chúng ta để giúp đỡ bà con thật là trân quý biết bao nhiêu. Các Phật tử, những người mà từng đi làm từ thiện, từng nhìn thấy những cái mảnh đời khổ, thì chúng ta mới cảm nhận được cái người khổ hơn mình như thế nào. Trong cuộc sống thì muôn vàn khó khăn, thật sự mà nói lúc này thì các nơi đó cũng tiến triển hơn một chút, nhưng mà đâu đó bên quanh chúng ta còn những người nghèo khó tận cùng của xã hội. Chứ không phải là cái nơi đó nghèo hết, mà cũng không phải là cái nơi giàu hết. Lẫn lộn trong người giàu thì có người nghèo, có những người khó khăn thật sự. Nói chung thì miễn chúng ta hoan hỷ, chúng ta vui vẻ là quý rồi. Nhắc lại nha, quý vị muốn gửi danh sách cầu an cho gia đình của mình, người thân của mình, cầu an giải bệnh, cầu thọ, cầu phước, thì quý vị lập danh sách, tên, tuổi, gốc danh, địa chỉ, gửi về tin nhắn của chùa Minh Viên Huệ Nhẫn để Huệ Nhẫn tụng kinh và cầu nguyện trong pháp đàn Dược Sư Thách Châu từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 11 âm lịch. Nhân dịp này hay tin nghĩa mẫu của Huệ Nhẫn đang bệnh thì mấy anh chị em mấy gì cũng hùng phước để lập cái đàn Dược Sư Thách Châu cầu nguyện cho nghĩa mẫu Trần Thị Cẩm, pháp danh Ngọc Minh Hương, được bình an khỏe mạnh, vạn sự an lành. Thì nhân dịp này quý Phật tử mình có muốn cầu an chúc thọ, cầu phước báo cho gia đình, cho người thân của mình thì lập danh sách gửi về, Huệ Nhẫn sẽ tiếp nhận từ đây đến ngày 17 âm lịch. Một phần nào cũng để trả ơn cho quý nam nữ Phật tử hàng ngày cũng nghĩ đến chùa Minh Viên, giúp đỡ cho chùa Minh Viên, giúp đỡ cho Huệ Nhẫn hoàn thành tất cả các công tác Phật sự. Cảm ơn quý vị nhiều. Dạ thôi, live stream của chúng ta được kết thúc ở đây nha. Chúc quý vị có một đêm thật là ngon giấc, luôn luôn an lành. Và mong là quý vị cũng theo dõi Huệ Nhẫn, giúp đỡ cho chùa Minh Viên, giúp đỡ cho Huệ Nhẫn hoàn thành các Phật sự tiếp theo. Chúc chúng ta có sự thành công nhất định và vạn sự an lành. A Di Đà Phật.